Trần Kim Trọng. Bà giám xin lễ cầu cho bốn linh hồn Lorenzo. Một người cầu cho linh hồn Phêrô, Anton, Teresa và các linh hồn. Một gia đình xin lễ cho linh hồn Giuse. Việt Tình xin lễ cầu cho các linh hồn. Chị Hoang xin tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh cả Giuse, xin cầu cho bố mẹ đôi bên và cầu cho linh hồn Thomas. Một người cầu cho linh hồn Teresa mới qua đời. Một người xin hai lễ, một lễ cầu cho linh hồn Phaolô Nguyễn Thanh Sơn và cầu cho gia đình được bình an, con cái làm ăn gặp nhiều may mắn. Một người cầu cho linh hồn Teresa mới qua đời. Một người xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin cầu cho linh hồn Damien, Maria, Phêrô, Phaolô. Mời linh hồn Maria và các linh hồn, xin cầu cho gia đình các con được bình an, con cháu ngoan ngoãn đạo đức. Một người xin lễ dỗ cầu cho bố là linh hồn Giuse 19 năm. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô nhân dịp dỗ 5 năm. Một người xin nguyện cho hai con Tân Tòng được bình an, mạnh khỏe và lòng nhân đức. Ông Bùi Sương cầu cho linh hồn Teresa Bùi Nguyễn Finga. Trần Family cầu cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Hóa mới qua đời và xin Chúa thương cho linh mục sớm được hưởng tôn nhang Thánh Chúa. Anna Trần xin cho linh hồn Eugene Bá Thành. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô, cho bố, chú, cậu, em và các cháu, cầu cho linh hồn Maria, cho thím, mợ và các em, các cháu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, thai nhi, mồ côi, cầu cho gia đình được mạnh khỏe và bình an, cầu cho Đức Thánh, Đức Giáo Hoàng và Tổng Giám Mục, tu sĩ nam nữ được mạnh khỏe và bình an, và cầu cho thế giới được hòa bình. Cầu cho linh hồn Dominico và linh hồn Đa Minh. Một người cầu cho các đảng linh hồn và cho thế giới không còn chiến tranh. Một người cầu cho cháu ngoại mau khỏe mạnh. Một gia đình xin lễ mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Quý ông bà, anh chị em thân mến, đêm nay như có một cái gì là lạ và vô cùng kỳ diệu. Cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô, đấng mang ơn cứu độ cho nhân loại đã vinh thăng, xé tan màn đêm u tối bao trùm. Cây nến Phục Sinh được trân trọng rước lên cung thánh bằng ba lần tung hô với cung giọng cao hơn: Ánh sáng Chúa Kitô. Tạ ơn Chúa, cây nến là hình ảnh Chúa Kitô Phục Sinh. Nến Phục Sinh được cung nghênh lên chỗ xứng đáng nhất, được song hương và linh mục hoặc phó tế công bố tin mừng Phục Sinh. Cây nến Phục Sinh là cây nến mẹ, nhưng cháy trong đêm, lửa được đốt lên từ lửa được làm phép. Lửa này từ nến mẹ được thắp sáng mọi cây nến nơi tay người tín hữu. Hình ảnh này biểu trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Người là ánh sáng bừng lên trong đêm đen, dẫn đưa nhân loại mới về nước trời. Trong bầu khí linh thiêng của đêm cực thánh, chúng ta cùng tham dự với lòng sốt sắng hân hoan. Chủ tế đêm nay là cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Luân và quý cha đồng tế. Xin cộng đoàn vui lòng tắt tất cả cell phone. Giờ đây, chúng ta hãy cùng đứng lên để tham dự đêm canh thức.
Xin mời những người dự tòng đi ra ngoài để làm phép lửa và tất cả chúng ta cùng hiệp thông. Bởi vì lửa thì phải ở ngoài, không nó cháy nhà thờ. Tất cả chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong nghi thức làm phép lửa. Xin anh chị em chúng ta ra ngoài này để chúng ta bắt đầu. Ánh sáng Chúa Kitô, ta ánh sáng Chúa Kitô, tạ ơn Chúa. Mời ca đoàn. Ánh sáng Chúa Kitô, mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, mừng vui lên hỡi những màu nhiệm thánh này, tiếng loa cứu độ hay vang rền trong không gian, mừng gieo chiến oai hùng vua khai hoàn, mừng vui lên toàn trái đất vui lên trong ánh rực rỡ chiếu soi và trong ánh sáng huy hoàng của vua muôn thua hay vui mừng vì được thoát khỏi vòng tối tăm. Vòng tăm tối đang bao trùm khắp vũ trụ, cùng vui lên hơi mẹ hội thánh vui lên đang lung linh trong muôn ngàn ánh quang, khắp trong thanh đường vang lên ngàn tiếng ca toàn dâng reo mừng. Chúa cùng anh chị em hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy phải đem cả tâm trí lên ca tụng Thiên Chúa Cha đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô Con một Chúa, cùng là Chúa chúng ta, nơi Chúa Cha muôn đời người đã thay chúng ta trả nợ a dòng và đã lấy máu hồng tẩy rửa bàn án tổ tông. Vì đây là lễ vượt qua, lễ mà chiên thật bị giết tê trong máu chiên này,
môi miệng tín hữu được hiện dâng lên. Này là đêm xưa kia Thiên Chúa đã đưa cha ông chúng ta, con cái Israel ra khỏi Ai Cập qua biển đỏ khô chân, phá tan bóng tôi. Bởi vậy đêm này phá tan bóng tôi tội lỗi bằng cột lửa ánh sáng vinh quang. Này là đêm làm cho các người tin hữu Kitô ngày nay trên khắp vũ trụ thoát khỏi nết xấu thế gian và bóng đèn tội khiên. Này là đêm Chúa Kitô bé xiềng xích sự chết khai hoàn ra khỏi nghĩa ngục rất vinh quang. Ôi lòng thương xót chúng ta thật là lùng. Ôi lòng Chúa yêu thương chúng ta không thể lo đường được. Để cứu chuộc người tôi tớ Chúa đã nộp chính ngài con. Ôi tội A Dông thật là cần thiết. Tôi đã được tẩy xóa nhờ sự chết của Chúa Kitô. Ôi tội hồng phúc vì đã đang được Chúa cứu chuộc rất cao sang. Vì thế sự thanh thiện của đêm nay xua đuổi tội ác, tẩy trừ bẩn nhơ, cho kẻ tội lỗi được sạch, trong con người ưu phiền được mừng vui. Ôi là đêm thật hạnh phúc, đêm hợp với đất với trời, đêm phối hợp Thiên Chúa và loài người rất yêu thương. Kính lạy Cha Chi Thánh, trong ơn thánh đêm này xin nhận lấy của lễ trầm hương ban chiều mà hội Thánh Chúa đã dùng tay thừa tác. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho cây nến này dâng lên kinh thánh danh Chúa được cháy không ngừng để phá tan mọi bóng tối đêm nay. Và ước chi cây nến này được Chúa nhận như của lễ thơm tho, được hòa hợp với ánh sáng trên trời đất cao sang. Ước chi sao mai còn thấy nó đang cháy, ngôi sao không bao giờ lặn, chính là Đức Kitô con một Chúa, người ra khỏi địa ngục chịu chiêu hy hoàng cho nhân loại, người hằng sống và hiên trì muôn đời. Giờ đây tất cả chúng ta chuẩn bị để nghe lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vừa qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, chúng ta hãy ngắm xem trong ơn cứu ước Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này, người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Xin mời anh chị em an tọa và chúng ta cầm cái nến, đừng để nó rớt cay quát xuống. Xin cảm ơn. Chức sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta, ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaoh, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaoh, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel,
liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây cũng thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Và đám mây thường soi sáng ban đêm, trở thành mù mịt. Đến nỗi suốt đêm, hai bên không thể tới gần được. Mô-xê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaoh, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ của chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói, ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Mô-xê, hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Mô-xê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xe và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel xuống biển. Không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập. Và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ. Và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ, tin vào Chúa và vào Mô-xê, tôi tớ người. Bấy giờ, Mô-xê cùng con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quá vậy, xưa Chúa đã oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để họ cứu độ dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hàng sông và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời chị em an tọa nghe lời Chúa. Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi trác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta. Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đây ta đặt người làm chứng cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này người sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel. Bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của ta. Chúa phán như vậy: Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa. Chúa
nay đoàn con cầu khấn danh Ngài, nguyện từ đây cao giao vĩ nghiêm của Chúa khắp mọi nơi, cùng toàn dân công bố danh Ngài, ôi cao sáng hiện về. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sư tiên bao những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay, xin khơi dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp. Vì nếu không có Chúa soi tri mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thanh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hàng sông và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin mời anh chị em an toàn nghe lời Chúa. Trích sách tiên tri Baruch. Hỡi Israel, hãy nghe các giới răn ban sự sống, hãy lắng tai nghe để hiểu biết sự khôn ngoan. Hỡi Israel, bởi đâu ngươi ở trong đất nước quân thù, ngươi mòn mỏi trên đất khách, nhiễm lây dơ bẩn của người chết, bị liệt vào kẻ phải xuống địa ngục, ngươi đã lìa bỏ nguồn khôn ngoan. Vì chưng nếu ngươi theo đường lối Chúa, thì ngươi đã luôn sống trong bình an. Ngươi hãy học xem đâu là sự khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là sự thông hiểu, để ngươi cũng hiểu biết đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng con mắt và bình an. Ai là người sẽ tìm được nơi cư ngụ của sự khôn ngoan? Ai đi vào trong kho tàng của nó? Chính đấng thấu suốt mọi sự, người biết nó, người thấu suốt nó do đức khôn ngoan của người. Người là đấng đã an bài vũ trụ đến muôn đời, và các gia súc và các thú bốn chân sống đầy mặt đất. Người sai ánh sáng đi thì nó đi, gọi nó lại thì nó run sợ vâng lời người. Các ngôi sao ở vị trí mình mà chiếu và đều vui mừng. Người gọi chúng thì chúng trả lời rằng có mặt. Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt đấng sáng tạo chúng. Người là Thiên Chúa chúng ta, và không có Chúa nào sánh được với người. Người đã biết mọi đường lối khôn ngoan, đã ban nó cho Gia-cóp tôi tớ người, và cho Israel kẻ người yêu mến. Sau đó người xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người. Đó là sách ghi các giới răn Chúa và lề luật tồn tại muôn đời. Tất cả những ai tuân giữ lề luật thì được sống, còn ai bỏ thì phải chết.
Hỡi Gia-cóp, hãy trở về và nắm giữ lề luật. Hãy nhớ ánh sáng của Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người. Đừng trao vinh quang Người cho kẻ khác, cũng đừng trao đặc ân Người cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc vì chúng ta đã được biết những gì đẹp lòng Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Mến lên Chúa thiên toàn, bồi dưỡng hồn phía thánh chi Ngài vững bền, giúp ta học khôn. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Lễ lúc Chúa chân thần, sảng khoái lòng khi uống lên Ngài sáng ngời, chiếu soi thị quang. Lòng sợ Chúa thành vẹn, bền vững ngàn kiếp, phán định Ngài xác thư, mãi luôn thẳng ngay. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Thực là quý hơn vàng, vàng khôi thường chất, giống như mặc thấm hoa tiếc từ tàng ông. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi muôn dân gia nhập hội thánh Chúa, khiến hội thánh Ngài thêm phát triển. Xin hàng thương giữ gìn những người được ơn tai sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa, hàng sông và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Xin các đoàn hát kinh vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, người thế vinh an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi Chúa, chúng con lời chúng con cầu thân. Chúa
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô song lại làm cho đêm cực thanh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin mời anh chị em an tọa. Và chúng ta cùng tắt nến. Chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, 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 alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời lóe mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta? Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: các bà đừng sợ. Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy đi nói với các môn đệ của người, nhất là với Phêrô rằng: người đến xứ Galilea trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước. Các bà chạy ra và trốn khỏi mồ, vì các bà run rẩy bàng hoàng. Các bà không nói gì với ai, vì các bà sợ hãi. Đó là lời Chúa. My dear friends in Christ, tonight as we celebrate the Easter Vigil, we are rejoicing in the Lord because all of us, we are resurrected because we have 40 days and 40 nights. The day of Lent is over, and tonight we celebrate that feast of our salvation. Tonight we also baptize the total of 62 members of the new baptized at St. Columban. We have 19 Vietnamese and the rest are English and Spanish later on at 8 p.m. So today, my dear friends, we thank God for this, all of you who gather here tonight, and all the special, the newly baptized. Are you ready to be baptized? Yes or no? Yes? Stand up. Be proud. Okay? How old are you? Nine. Are you ready? Yes? How come it's so boring? Yes? So cheer up, okay? So one day you'll be a good adult, better person. Thank you. Chúng ta cho em này tràng pháo tay thật lớn đi. Okay. You stand up. Are you in the school also? Yes? So how old are you? Eight. You are eight. You are younger than him. Are you ready? Are you excited about tonight? You'll be baptized? What would you say to Jesus tonight? As you baptize into the church, I love Jesus. And what else? Do you love your father and mother? Yes, you should love them because they give you food, cholesterol-free food. Yes, love them and also study good. Don't be a lazy bum. Okay. Cho tràng hoa tay thật lớn để cảm ơn em này. Bây giờ bên này người Việt Nam của chúng ta. Bây anh này anh đứng lên anh cho biết cái cảm tưởng của anh đêm nay đó. Anh rửa tội anh thấy thế nào? Lòng anh có vui mừng không? Hay là anh boring như thế nào? Anh cho tất cả những người đây
Anh đi học một năm đúng không ạ? Tại sao anh muốn trở thành người Công giáo? Anh muốn gia nhập, anh theo, muốn theo chân Chúa Kitô đúng không? Vậy thì mong rằng đêm nay anh được rửa tội, anh sẽ sống với niềm tin của mình. Và anh luôn luôn biết rằng Chúa vẫn luôn luôn bên cạnh anh. Và đêm nay đêm đặc biệt trong đời sống của anh là một người Công giáo. Anh hãy cố gắng để tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật, cầu nguyện mỗi ngày và yêu thương cái người mà vợ sắp anh sắp lấy đúng không? Yes. Ok, có người vợ có đây không? Người vợ sắp cưới có đây không? Ok, not here. Maybe she's in China. Ok, rồi chúng ta tràng hóa tay để cảm ơn anh này. Một tràng hóa tay ngồi xuống rồi. Bây giờ hỏi cái chị này, Natalie đó, đối với chị ngày hôm nay nó có một cái sự vui mừng nào? Đối với chị ngày hôm nay nó là cái ý nghĩa nào? Chị có thể cho tất cả cộng đoàn dân Chúa biết đi. Chị có vui không? Vui lắm phải không ạ? Tại sao vui? Vì hôm nay Chúa đã cho chị sống lại đúng không? Sống lại nghĩa là chúng ta được người con trong giáo hội. Giáo hội hôm nay vui mừng với chị lắm. Bởi vì chị là một phần tử mới. Anh chị em thân mến, ở nước Mỹ này đó, năm nay người ta ước lượng có 10.000 người theo đạo. 10.000 người ở toàn nước Mỹ đó. Giáo phận chúng ta có vào khoảng chừng gần 1.500 người theo đạo trong cái giáo phận này. Chị đây là một phần tử trong giáo hội. Và chị cố gắng để sống cái niềm tin của mình hôm nay và mãi mãi là người Công giáo tốt. Nay mai chị vô ca đoàn hát, hát là cầu nguyện 2 lần và vô ca đoàn Columbus là cầu nguyện tới 4 lần đúng không? Chị cố gắng tương lai sẽ là một người tốt, một người Công giáo tốt, không phải ngày hôm nay rồi sau đó là Chúa yên lành luôn không có. Chị ấy sống đời sống đạo đức yêu thương. Phải cảm ơn chị. Và cảm ơn chị tràng hóa tay thật lớn. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng đã cùng sống lại với Chúa trong tinh thần. Vì chúng ta đã sửa soạn trong 40 ngày mùa chay thánh, chúng ta đi vào hoang địa để chúng ta cùng tĩnh tâm, chúng ta cùng đi xưng tội. Có nhiều người chúng ta đã xưng tội rất nhiều trong cái cộng đoàn Columbus này. Chúng ta đã mấy ngàn người đến đây để hòa giải với Chúa. Đó là sự sống lại, thưa anh chị em. Chúng ta sống lại trong tinh thần, chúng ta sống lại trong cái niềm vui, niềm hy vọng. Bởi vì Chúa đã sống lại thì chúng ta cũng sống lại. Đêm nay chúng ta thấy ánh sáng đêm phục sinh chói sáng vào nhân loại chúng ta. Nhân loại đang sống trong tội lỗi, hôm nay Chúa cho sống lại trong tinh thần. Nhân loại bị đau khổ, hôm nay cái niềm vui đến với con cái của Ngài. Hôm nay chúng ta vui mừng vì chúng ta sống lại. Và anh chị em dự tòng hôm nay được trở nên người con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu. Tất cả chúng ta cầu nguyện cho họ để họ luôn luôn được Chúa đồng hành trong cuộc đời này, là một người Công giáo tốt chứ không phải là Công giáo sơ mi. Như Đức Cố Hồng Y Thuận nói là sơ mi là tiện đâu thay đó. Chúng ta hãy cố gắng, chúng ta cũng vậy. Không phải chúng ta chỉ là người Công giáo Easter và Christmas mà thôi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần ý thức được rằng tôi cần sống lại, chống lại với nhau trong đời sống gia đình. Chúng ta bỏ qua những điều không tốt cho nhau là chúng ta sống lại đấy, có đâu xa đâu. Rồi chúng ta ghét những người này, chúng ta sống lại là chúng ta yêu thương họ. Đó là sống lại đó. Cho nên sống lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại ngày hôm nay tâm hồn anh chị em được cái niềm vui vì Chúa đã cho chúng ta một cái lối sống mới. Vậy ngày hôm nay ngày Chúa sống lại, chúng ta hãy tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta trong đời sống này. Đừng bao giờ thất vọng vì Chúa đã cho chúng ta niềm hy vọng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đau khổ vì Chúa đã qua đau khổ mới tới vinh quang. Vì Chúa đã chết trong ngày thứ sáu mới có ngày hôm nay. Vì tất cả chúng ta cũng vậy. Hãy cố gắng để tin vào Chúa và luôn luôn tâm niệm rằng tôi sống như Thánh Phaolô nói, không phải tôi sống mà chính Chúa đã sống trong tôi. Cầu chúc anh chị em một mùa lễ phục sinh tràn đầy ân sủng, tràn đầy thánh ân của Chúa, và chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa. Alleluia, alleluia. Và giờ đây chúng ta bước sang phần phụng vụ phép rửa. Xin kính mời anh David sẽ mang bình nước đổ vào dính rửa tội như là dấu chỉ của sự gia nhập cộng đoàn dân thánh, những người đã được rửa tội và thánh hiến. Và giờ đây mời thầy Sáu xin kêu gọi những ứng cử viên cho bức trích rửa tội hôm nay.
Kính thưa cha chính xứ, quý cha, quý chức, quý ông bà và anh chị em, nhờ ơn Chúa nhân lành dẫn đưa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà quý anh chị em đây đã có sức mạnh để trung kiên, trung thành học hỏi cũng như vượt qua những khó khăn để tiến tới ngày hôm nay, để trở thành con cái của Chúa và phần tử của giáo hội. Kính xin cha ban bí tích khai tâm cho quý anh chị để anh chị được trở thành con cái Chúa và phần tử giáo hội. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa thương đến các tôi tớ Chúa đây đang xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Chính Người đã kêu gọi họ và dẫn đưa họ tới ngày hôm nay, thì xin Người ban cho họ ánh sáng và sức mạnh để họ tuyên xưng và gắn bó cùng Chúa Kitô, tuyên xưng đức tin Hội Thánh. Cũng xin Người ban cho tất cả chúng ta ơn Thánh Thần để Chúa cũng là đổi mới tâm hồn họ, đứng mà chúng ta sẽ thành khẩn nài xin. Xin mời tất cả những người nào dự. Xin chúng ta xếp hàng lên trên này như đã đập. Và anh chị em chúng ta đứng lên ạ, luôn. Và giờ ca đoàn hát bài gọi là Kinh Cầu Các Thánh. Xin mời ca đoàn. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu Chúa chúng con. Cầu chào cho chúng con. Các thánh thiên thần của Thiên Chúa, cầu chào cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gio An Tây Giả, cầu cho chúng con. Cầu chúa cho chúng con. Thánh An Rê, cầu cho chúng con. Thánh Gioan, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Maria Madalena, cầu cho chúng con. Thánh Stephano, cầu cho chúng con. Thánh Lorenzo, cầu cho chúng con. Thánh Ignacio, thánh Antiochia, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Anne, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Perpetua và Felicita, cầu cho chúng con. Thánh Gregorio, cầu cho chúng con. Thánh Augustino, cầu cho chúng con. Thánh Athanasio, cầu cho chúng con. Thánh Basilio, cầu cho chúng con. Thánh Martin, cầu cho chúng con. Thánh Benedicto, cầu cho chúng con. Thánh Francisco và Dominico, cầu cho chúng con. Thánh Francisco Xavier, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Vianne, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Teresa, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Catarina, thánh Siene, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Thánh Teresa
cho chúng con. Thánh Lucy, cầu cho chúng con. Thánh Cecilia, cầu cho chúng con. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Khoan dung, xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin theo cha, phước đâu tỏ chúng con khỏi mọi sự dữ. Phạm tội lỗi, xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa đi giữa chúng con vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Xin Chúa đi giữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa đi giữa chúng con. Xin Chúa đối thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa đối thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm trật hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa đối thương chúng con dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau. Bỏ đây đỡ mỏi tay. Xin Chúa đối thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phục vụ Chúa. Xin Chúa đối thương chúc lành cho các tiếng trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương chúc lành và thành hoa các tiên chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương chúc lành thành hoa và thành hiền các tiếng trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sông. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nhầm lời chúng con. Lạy Đức Kitô xin nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ các mầu nhiệm của bí tích Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng và bằng nhiều cách đã sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa để bày tỏ ân sủng bí tích rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên nước để ngay từ đó chân nước đã mang sức thánh hóa. Lạy Chúa, trong chính nước Hồng Thủy, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh để nhờ mầu nhiệm cũng như nước chấm dứt các tính mê nết xấu và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cái Israel đi qua biển đỏ ráo chân để cho toàn dân được thoát ách khỏi nô lệ của Pharaon, tiên báo một dân tộc mới gồm những người được thanh tẩy. Lạy Chúa, chúng con đã được Gioan làm phép rửa trong dòng sông Giô-đan và được Chúa Thánh Thần sức dầu tấn phong. Khi bị treo trên thập giá, Chúa đã để nước và máu chảy ra từ cạnh sườn người. Và sau khi sống lại, người đã truyền cho các ông và nói rằng: các con đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì vậy xin Chúa đoái thương nhìn đến hội thánh Chúa
và khơi cho hội thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của con Chúa do Chúa Thánh Thần, để con người được tạo dựng nên theo hình ảnh Chúa nhờ bí tích rửa tội, được thanh tẩy mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại với nước và Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhờ con Chúa xuống trên giếng nước này, để khi mọi người nhờ bí tích rửa tội đã được an táng cùng chết với Đức Kitô, thì cũng được phục sinh với người trong sự sống mới. Lạy Chúa, xin cho Thánh Thần ban cho tất cả chúng con đây là con cái Chúa được gia nhập cộng đoàn dân người nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cộng đoàn cùng an tọa, xin các ứng viên cùng đứng để từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin. Xin thưa tất cả chúng ta, thưa từ bỏ. Để sống trong tự do con cái Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Thưa chúng ta, thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin Chúa Kitô con một Thiên Chúa cho chúng ta, sinh bởi Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Bây giờ tất cả chúng ta nghi thức rửa tội, xin mời chúng ta. Cha rửa con nhân anh Cha và con và Thánh Thần. Chúng ta chúc mừng chị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng. Michael Kennington, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Một tràng pháo tay cho anh Kenny. Yuse Jimmy Trần, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Yuse Hiển Trần, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. John Kim Justin Lâm, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Và con và Thánh Thần. John Kim Justin Lâm. In Paulo Cao Minh Quân, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. John Philip, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Maria Tina Hoa Nguyễn, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Teresa Vivian Tống, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Phaolô Sơn Bảo Diệp, Cha rửa con nhân danh Cha và con và Thánh Thần. Cecilia
I baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teresa thư nguyện cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Teresa khanh dư cha rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Your name again. John the Baptist, I baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Maria, I baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Paul Jing Himil, I baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và mặc lấy Chúa Kitô. Vậy anh chị em hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và anh chị em hãy mang lấy và giữ gìn nó tinh tuyền cho đến khi ra tòa Đức Kitô Chúa chúng ta, để anh chị em được sống muôn đời. Và anh chị em đã được trở nên ánh sáng của Chúa Kitô. Chúng ta trao cái nến cho người vừa mới rửa tội. Anh chị em hãy luôn sống như con cái sự sáng để được bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, anh chị em xứng đáng ra nghênh đón Ngài cùng với các thánh trên trời. Bây giờ tất cả những chúng ta đứng lên và cái nến chúng ta cầm lên, để những ai đã được rửa tội, họ sẽ thắp nến cho tất cả chúng ta vì họ đã được Chúa Kitô soi dẫn. Xin mời tất cả các anh chị xuống thắp nến cho tất cả những người trong giáo dân, trong cộng đoàn. Xin mời, go ahead, go down all the way and light the candle to everybody. Chúng ta giữ nó, đừng có để nó tắt. The confirmation. Okay. Anh David, vâng. Mời anh David làm luôn đi không mấy cả. Xin mời anh David lên trên này. Anh chị em thân mến, anh David đã được rửa tội nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên anh chưa hoàn tất các bí tích khai tâm. Hôm nay với ơn Chúa Thánh Thần, với sự nâng đỡ của gia đình và cộng đoàn, cũng như trải qua thời gian cầu nguyện, học hỏi và thực hành lời sống một cách tích cực, anh hôm nay tự do đến đây để xin được hoàn tất các bí tích của một Kitô hữu qua việc lãnh nhận bí tích mình thánh, máu thánh Chúa Kitô và thêm sức. Anh David thân mến, cha và cộng đoàn dân Chúa Khanh Columban hôm nay hân hoan đón chào anh trở lại để qua lãnh nhận bí tích thêm sức và mình thánh Chúa được hoàn toàn sát nhập vào hội thánh của Ngài. Về trước mặt cộng đoàn dân Chúa ở đây, anh hãy nói lên lời tuyên xưng. Anh nói rằng tôi tin một Thiên Chúa, nói đi, là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin chấp nhận lời thề hứa mà anh David vừa mới thể hệ trước bàn thờ Chúa hôm nay. Xin cho anh luôn luôn là người công giáo tốt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Xin cộng đoàn an tọa, các ứng cử viên lãnh nhận bí tích thêm sức và những người đỡ đầu cùng đứng để cử hành bí tích thêm sức. Con mời quý cha cùng ra đây để giơ tay. Con mời hai cha và cha Nghĩa. Go back to your seat and we call you back. Anh chị em vừa được rửa tội thân mến, anh chị em được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người. Giờ đây anh chị em còn phải lãnh nhận bí tích Chúa Thánh Thần ngự trên đầu các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và đứng kế vị lại ban cho những người được rửa tội. Vậy tất cả anh chị em đã được Thiên Chúa chúc phúc. Nhờ đó khi trở nên giống Chúa Kitô, anh chị em làm chứng về cuộc đời khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng niệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, giờ đây tất cả chúng ta im lặng để cầu nguyện cho những người anh chị em đây. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúa đã tái sinh tôi tớ chỗ đây bởi nước và Chúa Thánh Thần. Khi giải thoát các tôi tớ chỗ đây khỏi tội lỗi thì lạy Chúa, xin ban Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người con này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban những người con này ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Joan Kim Justin Lâm, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Yuse Hiển Trần, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Yuse Jimmy Trần, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Mikael Kenny Triệu, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Cùng cha. Ok. Cô bác. Maria Nina Nguyễn, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Phaolô Minh Quân Cao, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Vâng. Okay. John Philip Hình, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Maria Tina Hoàng Nguyễn, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Teresa Vivian Tống, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an Chúa hằng ở cùng con. Phaolô Sơn Bảo Diệp, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an Chúa hằng ở cùng con. Teresa Thư Nguyễn, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Bình an Chúa hằng ở cùng con. Ok. Teresa Khánh Dư, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Bình an Chúa hằng ở cùng con. Ok. Joseph David Nguyễn, hãy nhận lấy ân tín của Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng con. Paul Chin Miu, receive gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Amen. Xin tất cả anh chị em chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả anh chị em vừa được thêm sức. Giờ đây tất cả chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên hứa xưng lại đức tin. Đứng lên ạ, anh chị em đứng lên. Chúng ta cầm cái nến để tuyên xưng đức tin. Folder, folder, folder. Đi xuống, go back to your seat, please. Go back to your seat.
Xin mời quý cha chuẩn bị nước thánh để chúng ta rễ trên. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng Đức Kitô trong bí tích thánh thầy để được cùng với người sống lại trong đời sống mới. Bởi thế mùa chay đã chấm dứt, chúng ta hãy cùng lặp lại những điều mà hứa tuyên xưng: lãnh nhận bí tích rửa tội là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Thưa anh chị em chưa từ bỏ, anh chị em có từ bỏ Satan không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do Satan xúi dục không? Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? Là thừa tin. Anh chị em tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em tin Chúa Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu hồi và mai táng, từ đã có chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin ơn tha tội và xác phàm sẽ sống lại và tin sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Xin mời ca đoàn hát Tôi Đã Thấy Nước. Xin mời quý cha cùng chúng ta cùng khi rảy nước chúng ta làm dấu. Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, đêm tràn ngập niềm vui vì Đức Kitô đã sống lại. Ngài đã chiến thắng khải hoàn vinh quang, đem lại cho chúng ta nguồn sống vĩnh cửu. Trong niềm hân hoan mừng biến cố trọng đại này, chúng ta cùng dâng lên người lời nguyện xin. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng khải hoàn vinh quang bằng con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục, tu sĩ trong hội thánh luôn được ánh sáng phục sinh chiếu tỏa, để các ngài trở thành những chứng tá sống động loan tin mừng tình yêu cứu độ đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Xin Chúa cho các anh chị em dự tòng đã được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy tối nay, được tràn đầy ân sủng và ánh sáng thánh linh soi dẫn, khiến họ trở nên những phần tử nhiệt thành, luôn hăng say chu toàn sứ mạng của một Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời. Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Xin Chúa cho các Kitô hữu biết mau mắn nhận ra thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa
để luôn trung thành thực thi ý Chúa với niềm tin cậy mến vững vàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Niềm vui Chúa Kitô sống lại đặt vào trong chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết dấn thân và hăng say đáp lại lời mời gọi sống triệt để trong đời sống thánh hiến, để mỗi người chúng ta luôn phản ánh niềm vui của Đấng Phục Sinh như trong ngày người chiến thắng khải hoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Nguyện xin tình thương của Chúa Kitô Phục Sinh và Đức Mẹ La Vang ban ơn bình an và bình phục cho các bệnh nhân trong giáo xứ. Xin Chúa cũng chúc lành cho quý ân nhân giáo xứ còn sống hoặc đã qua đời. Xin Chúa Kitô Phục Sinh cũng đón về quê mà chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, đã mở cho chúng con một con đường mới, đó là con đường sự sống. Xin Chúa ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con, khiến chúng con trở nên những con người mới, đáng được hưởng ánh sáng Đấng Phục Sinh, Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Xin anh chị em an tọa, thánh lễ tiếp tục. Xin chúng ta tắt nến. Hãy vui lên,
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu của lễ chúng con dâng tiên, lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, cho nên thần lược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha, nhất là trong đêm cực thánh này, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiến tế làm chi ân vượt qua của chúng con, chính Người là chi ân thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhai mừng. Cũng vậy, các dung thần và quyền thần không ngừng hát bài ca và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con và do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa muôn loài muôn vật và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây cùng dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cúng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa lễ vật chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lạy Người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này, vì trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng Cha, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sư Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, cái kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại vinh hiển và lên trời của con Chúa, đồng thời mong đợi Người ngày lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoán nhìn hiến lễ hội thánh dâng mà khi Chúa nhận ra đó là hy lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời tiến dâng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn,
nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh. Cùng với Thánh Columban và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ sứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với Tôi Tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức giám mục giáo phận chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn từ mọi con cái Cha đang tàng mang khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhớ hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người hiệp với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen, 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 amen. Please stand. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo từng người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh, đặc biệt cho mọi gia đình trong cộng đoàn chúng con đây, trong ngày lễ này và tất cả trong mùa phục sinh, được sống trong bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót
Xin lưu ý trong đêm cực thánh này, Đức Cha đã cho phép những ai được rửa tội thêm sức đêm nay được rước hai mình và máu Thánh Chúa. Vậy chúng ta dành cho những người nào hôm nay rửa tội lên trước, được hai mình, sau đó chúng ta rước sau. Xin cảm ơn. Và những ai không đồng tôn giáo với chúng tôi cũng vậy, chúng ta có thể nhận phép lành bằng cách đặt thay chén như thế này. Các cha sẽ ban phúc lành cho anh chị em nếu muốn, còn không muốn thì chúng ta ngồi tại chỗ. For those who are not Catholic and wish to receive blessing, just come forward. The priest will give you blessing if you put your hands like this for special blessing. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời tới giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết tâm đầu y hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin anh chị em an tọa. Giờ đây ông Chủ tịch Cộng đoàn đôi lời chúc mừng các tân Kitô hữu. Xin mời ông. Anh chị em tân tòng quý mến, đại diện cho cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Luân, quý cha, quý thầy sáu, quý sơ, cộng đoàn dân Chúa, nhất là quý thầy cô đã giúp quý anh chị trong những ngày tháng học hỏi. Tôi chúc mừng quý anh chị vừa được nhận bí tích rửa tội trong đêm hôm nay. Thật là một đồng ân rất lớn mà quý anh chị nhận được. Vì bắt đầu đêm hôm nay, anh chị em chính thức là con Thiên Chúa. Quý cha và cộng đoàn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em ngày càng thêm được tăng trưởng trong đức tin, đức cậy và đức mến. Và giờ đây tôi xin mời quý anh chị bước lên cung thánh, đối diện với cộng đoàn để nhận món quà kỷ niệm của ngày trọng đại của cuộc đời của anh chị em, và đồng thời cũng nhắc nhở là Chúa Giêsu Kitô đã chết để cứu anh chị em và mỗi người trong thánh đường này khỏi tội lỗi và được sự sống đời đời. Tạ ơn Chúa. Vâng, chúng ta cảm ơn đồng Chúa thị tràng quay tay thật lớn. Và đây là những thánh giá rất đẹp. Các anh chị em hãy nhận lấy ánh sáng và tình thương và thánh giá Chúa Kitô để theo dõi Ngài suốt cuộc đời. Thánh giá này là hình ảnh tình thương và ban sự sống đời đời cho những ai đi theo Đức Kitô, vác thánh giá mà theo Ngài. Trong khi đó thì thay mặt cho quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý chức trong cộng đoàn, xin chúc quý anh chị em một lễ phục sinh tràn đầy ơn Chúa, và chúng ta cảm ơn nhau vì đã giúp sức cho giáo xứ này trong suốt một năm qua được tốt đẹp. Như anh chị em đã biết, chúng ta chuẩn bị có âm thanh mới, hy vọng rằng chừng 1-2 tháng nữa chúng ta có âm thanh. Vậy một lần nữa xin chúng ta chúc mừng tất cả anh chị em một tràng pháo tay thật lớn những cái anh chị em này, và vâng, hy vọng rằng các sơ dòng mến đánh giá cũng có quà tặng cho các anh chị tân tòng. Vâng, xin mời thầy phát luôn. Đây là một lượng vàng 3 số 9. Vàng này từ China. Đúng rồi. Và thứ sáu này là một buổi đại nhạc hội của tất cả giới trẻ của giáo xứ Sacramento. Xin mời anh chị em nào có đứa con từ 13 tới 18 xin đem tới chiều thứ sáu lúc 6 giờ. Và có Đức Cha Thành đại diện Đức Cha Ven có mặt nơi đây. Và tất cả chúng ta đem con cái tới, thứ nhất là cho học về đời sống đạo đức. Thứ hai là những băng nhạc này rất là có thể nói rằng nổi tiếng ở cái miền Nam California đây sẽ chơi cho các em trong cái từ 6 giờ tới 9 giờ. Và xin tất cả các anh chị em chúng ta đứng ở lại để chụp hình với các cha một tấm trước khi chúng ta ra về nữa. Và anh chị em đứng lên để nhận phép lành. Xin mời thầy. Xin cúi mình lãnh phép lành của Chúa. Please bow your heads and pray for God's blessing. Xin Thiên Chúa đã thương ban cho anh chị em nhờ ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử, nhờ sự phục sinh của con Chúa. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã nhận ơn tự do mãi mãi. Ước chi nhờ người rộng ban, anh chị em được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em đáng được người cho vào trong nước trời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, Alleluia. Ta ơi.
ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng ta chúc mừng nhau Happy Easter, một tràng pháo tay thật lớn. Resucitado. Ai muốn chụp hình với cha chụp bây giờ đi, mà tí nữa mới chụp được.